Hello các bạn nha, bữa nay cô Thắm giờ này mình sắp chuẩn bị đồ để mai phía nay mình nấu cháo nha các bạn. Thắm hiện giờ đang sắc bí nè. Các anh chị em có trong nhóm Dũng Liêm Thiện Nguyện và các mạnh thường quân khác có xem được và các bạn có xem được thì cùng like cho toàn một like và chia sẻ đăng ký lên các bạn. Cho nhóm Dũng Liêm Thiện Nguyện mình có nội lực động lực để tiến tới làm đường xa hơn các bạn. Với lại bên Dũng Liêm Thiện Nguyện mình có kêu gọi các mạnh thường quân ở xa, ở gần và trong nước. Ở trong huyện mình có lời ngỏ là mình định mua thêm xe cứu thương nha các bạn. Của nhóm Dũng Liêm nhóm xe cứu thương Dựng Nhã. Mong các bạn có xem được clip và có ủng hộ thì xin liên hệ với toàn với số điện thoại là 0362618052. Thắm ngước mặt lên cười nha. Này các chị đang ở các củ cải mình nấu cháo nha bạn. Sáng là nãy là chị Thắm mình sắt bí giờ mình đến củ cải đỏ nha bạn. Tại vì mình không có cây quay, mình quay bằng máy iPad nha, máy truyền hình không sắc nét nha bạn, hơi bị lắc một tí nha. Bữa nay có kinh nghiệm thôi so với mấy lần trước cho con hai nước. Rồi này lúc trước cũng đại ca đó, nó bệnh xuống lại một cái còn chi đâu nữa. Nam đã tiếp tục lại phát cháo nha các bạn. Quá vui luôn.
nó vui.